Dragon Ball B hình như là tốc độ nhanh hơn một tí thì phải, hay là bằng nhau nhỉ? Nhưng mà nói chung thì khẩu súng của hai đứa là tương tự nhau nhá, một con nòng cột một con nòng dài, nhưng mà Warming vẫn cân bằng cho hai đứa là gần như tương tự nhau, chỉ hình như con Dragon Ball B ít đạn hơn à. Anh em cứ đặt vào so sánh là sẽ biết con Dragon Ball B nó hơn, nhỉnh hơn một tí đấy. Hàng sẽ tăng vàng phải nhỉnh hơn tí chứ. Ôi, cửa đống veo hổ báo thế. Bên phải một đống người kìa. Nó chiếm hai nha anh em. Căn cứ vui nhở. Ê, mình tham gia với. Chữa cháy ạ. Còn thời gian mà mình sẽ đi ăn pháo cái đã. À, pháo ngay đây rồi. Còn thời gian, yên tâm, bọn mình không để chúng nó cắp đâu, nhưng mà mình đi ăn pháo cái đã. Có con pháo ngay đây đó, 300m chắc không sói mình đâu. Cai một vừa soi mình ấy. Cháy này. Còn kiếm với tóc căn nhá.
là cơ hội cuối cùng rồi. Biết thế quả đấy mình không bắn. Không bắn thì nó không có cơ hội để chẳng muốn kiếm top gun nữa. Chán. Tưởng chừng như là quả đấy mình không bắn thì may ra con IKV có thể nó sẽ bắn 240 thôi đúng không? Hại quả đấy là 275. Thì may nhá. May mắn là mình sẽ con IKV bắn không chết và mình sẽ đâm được là kiếm được top gun và huy chương hai pháo. Nhưng mà sau quả đấy mình thất vọng luôn này. Thất vọng tràn trề. Trượt nhiều phết thì đúng luôn gì nữa. Con này mình không mang ổn định nòng pháo đâu. Và vốn dĩ con này không, vai trò bắn tiểu nó là sai nhá. Con này là vai trò hỗ trợ hoặc là vai trò toàn diện. Ôi trời, cấp thấp toàn các ông không mang camo thế này. Sợ quá. Mình còn đang dấm bâu con cờ đúng queo này. Không biết đợt nào chơi mà vẫn chưa. Vừa di chuyển bắn trúng ạ. Vừa bắn trượt nhiều thế. Đi qua rồi. Chán cái đội này quá. Ba đứa ở trên bắn trượt hết. Ui. Thần thánh phương nào vậy? Ui. Chết rồi. Thần thánh phương nào mà vẩy súng kinh điển này. Auto ambot trong đây mà ghê thế bạn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, xuống đi, xuống đi. Đúng rồi, đâm nó, đâm nó. Ok. Kìa. Sao lại đâm thế? Con tể bể bốt ngáo thật. Tự dưng lại đi đâm. Đúng là con này bắn tiền thật tệ. Con VK nó nặng nặng ra 30 tấn, 40 tấn gì đó mà ông ấy lao vào với đâm. Chết rồi. Đây, tôi thấy tân binh chỉnh cao quá. Khắc nghiệt quá. Ghê đó, ghê quá, ghê quá. Ê, 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 đừng nói ngắm mình nhá. À không, nó ngắm mấy đứa ở dưới. Ôi, mấy cái đứa này mà không ăn được con tầm ngắm lâu quá. Hàng bắn tỉa đây anh em. Ok. Pixel luôn. Ui gần trúng nhá. Thôi T37 chạy đi T37 ơi. Đấy đạn kìa. Sẽ xếp trận có tham gia ở phụ nữ là sao? Không hiểu ý anh em ấy. Bắn một viên nữa, đúng rồi. Cố lên. Cố lên T34. I'm coming. Tốt. Thế là con T71 nó bắn trượt mấy viên vào con T3485. Nói mình nhớ con này vẫn chưa có camo 3D nhỉ. Có thì chắc là đẹp lắm đấy. Mình nghĩ con VK đang nấp lấp ở dưới này rồi này. Nó bỏ căn cứ. À đây, nó về, nó về, nó về. Nó về. Lộ rồi. À, setter, 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 setter. Setter soi, setter soi. Yes. Giờ mình có thể bắn trúng con Go VK được. Ui, nó ngắm mình á. Ui, nó cũng vừa bắn về đây đấy. May quá.
Rồi, Setter bên nó vẫn còn cắm soi chứ, cứ bình tĩnh thôi. Ok, không biết là đạp T34 đâu hết rồi. Mình nghĩ là một con chắc chạy về đây. Đi đâu đây, đi đâu đây? Đi đâu? Ơ kìa, chưa đấy. Ồ đúng bị lây, delay thật. Ui, đúng bị delay thật. Co rồi. Mình giữ lì chuột luôn ấy. Có thể anh em không biết, chơi mới chưa biết. Dù không phải là băng đạn, nhưng anh em giữ lì chuột thì những khẩu pháo bắn đơn vẫn liên tục xả đạn ra thoải mái. Ừ, anh em lưu cho mình nhá. Được đấy, vẫn được đấy. Nhưng mà vừa rồi là mình giữ lì chuột luôn, mà anh em thấy nạp đạn xong rồi mà vẫn chưa bắn ra đúng không? Ừ, bị delay đấy. Ồ, hay đấy, hay đấy. Ok. À, không, không hay đấy. Quên, không hay. Không hay một chút nào đâu nhá. Bây giờ, mình muốn về canh con lại con T-38-5M này. Không để nó làm giặc đâu. Tí nữa mình mất máu. Ái chà, bên địch vẫn phòng thủ ấy nhá. Biết chỗ này có người không? TA9 thì còn 1/3 cây cũng được, chơi được. Còn nhiều máu mà, có uy cao phun máu ấy, lên đấm nhau ấy. Mình đi soi bên phải cả. Rồi xuống con bác sô tô nó bắn đấy. Chưa rồi. Hy vọng là hai viên đạn đẩy thì lại tốt thì mình có thể ăn được con Skoda này. Bắn trượt cả hai viên. Rồi để ban thơ vào giải quyết vậy. Bạn thơ, phớt đó. Tốt. TA9 từ từ thôi, TA9 thôi. Bình tĩnh. Calm down bro. Bọn mình đến đây. Có Whitka đi cap à? Đó cũng được. Đó là một cách an toàn, chiến thắng an toàn. Không sao hết. Mọi thứ đều ổn. Đó. Đồ đúng đạn này. Cơ đông queo. Hồi đấy mình chơi con này sướng. Cái thời mà chưa có nhiều tạng chung hay tạng nhẹ chạy nhanh ấy. Con này sướng. Sướng phê luôn. Cái lúc mà có con cờ đông queo B, mua con cờ đông queo B về cái thì mình vứt xó con cờ đông queo này luôn. Chưa kịp cày lên 3 sẹo thì phải. Hơi đen. Anh em vẫn có thể tải và chơi được bằng cách fake ID. Nếu mà CS Play thì anh em fake cái VPN đi ấy, sang một cái quốc gia khác mà được Wargaming đặt trụ sở, ví dụ Thái Lan chẳng hạn, hoặc Singapore ấy. Ở Singapore, anh em fake sang Singapore thì tải được. Còn không thì tải qua mấy cái phần mềm bên thứ ba như là
Apikapua gì đó, Pure gì đó này. Nếu mà đá thì giờ thôi lên đồi chiếm đồi với tôi nhá. Vui lòng không đá đấy. Đá là suối rồi. Lên luôn bạn ơi. Viên đạn 28 tấn bạn ơi. Tưởng gì? Tốt. Thành đấy là ngắm mình ấy. Nhưng tính ngắm mình tiêu diệt mình ấy, không có chuyện đâu. Không có chuyện đâu. Không mang cam bo thì ông này chơi tệ rồi. Cố tình à, cố tình lùi bắn à, cố tình ngắm trước à. Thế thì chết đi. Gặp phải đội trưởng anti pháo rồi. Rồi rồi. Rồi kiếm được hai pháo tuyệt vời này. Wow. T-34 này đúng mù thật, ông ấy không nhìn mình. À đây, nhìn rồi. Tưởng không nhìn thấy. Ê, pháo ở góc bên phải này. Thèm quá mà không biết có soi nó. Đây rồi, kiếm được hai pháo rồi, rồi. Các bạn đi rồi. Yes, tôi xuống ăn nốt con. Ơi. Ok, không sao. Vẫn ổn. Khả năng cao mình bị nộ rồi. Ôi, sửa nhanh thế. Sửa nhanh với chúng tôi à. Thôi rồi. Nó chạy rồi. Mình về căn cứ ra. À, bảo sao bên kia thua. Thua là do hai ông HT bên mình đi lên trên này thì không thua mới lạ đấy. Ra là thế. Đừng cap anh em à. Stop cap. Thắng đến nơi rồi cap cái gì anh em à. Phơ nhau đây. Năm mươi nhỉ. Xem bao nhiêu phát chúng. Ờ biết thế mình ăn con T-50 đi không là pháo đi ạ. Chết rồi, heo cát ơi, cố gắng giải cứu pháo nhá. Quấy mình thấy nó còn ít máu là mình không bắn. Cuối cùng thì cũng xuống. Amazing. À, chắc là ăn được rồi. Chắc chiêu 7, chắc là quả này chết rồi. Thôi xong rồi. KV2 chắc lên trước mình. Đám này nó đang bầu vào nó cấu xé. I believe I can fly.
Rồi, ăn được hai phá là quá thành công trong trận đấu này rồi.